Xin chào mọi người. Chuyến thần ở rễ chương thanh tần thanh tâm chương 4388 đến chương 4392. Từ một khắc dương thanh vừa rồi, một tay bắt được linh kiếm kia trở đi, hắn liền ý thức được dương thanh tuyệt đối không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, nên cũng có suy đoán với thân phận của dương thanh. Nhưng sau khi nghe dương thanh nói mình là chủ nhân chân chính của thần vương kiếm, chú sạc nhỏ liền nghĩ ngay đến thanh thần vương kiếm thực sự của Hợp Hoan Tông, chính là bị vị dương tinh sinh thần bí mà kinh khủng kia lấy đi. Cho nên hắn lập tức liền kết luận dương thanh đích thực là vị dương tinh sinh chân chính kia, nếu không thì không có khả năng lại có một nam nhân trẻ tuổi da trắng thứ hai có thể tiếp được một kiếm vừa rồi kia như vậy, càng không có khả năng tản mắt ra khí tức kinh khủng như thế. Hắn lúc này không ngừng hối hận, nếu đã nghe nói qua ta vậy vẫn tính là có chút bản lĩnh. Dương thanh khinh miệt cười một tiếng, chú sạch nhỏ làm sao còn dám có vẻ phách lối như lúc trước. Giờ phút này nếu để hắn làm chó cho Dương thanh, hắn đều nguyện ý. Nghe được lời nói của Dương thanh, hắn liên tục gật đầu. Đúng vậy Dương thanh sinh, ta có nghe nói qua về ngài, phan cầu ngài cho ta một cơ hội. Mã Siêu thấy chú sạp nhỏ bị Dương Thanh dọa sợ thành bộ dạng này, thì đối với Dương Thanh cũng càng ngày càng cảm thấy kính nể, trái tim vốn dĩ đang thắt lại rốt cục cũng buông xuống. Đồng thời anh rốt cục cũng nghĩ rõ ràng Dương Thanh vừa rồi vì sao cứ một bậc kết luận thần vương kiếm trước mắt này là giả. Đúng lúc này Dương Thanh đột nhiên tiếp tục nói, cơ hội sao? Người chỉ có một cơ hội vừa rồi, nhưng làm sai thì phải tiếp nhận sự trừng phạt. Chú sạc nhỏ nghe xong sắc mặt đại biến, trực tiếp quỳ trên mặt đất dập đầu. Dương Thanh sinh nói không sai, ta nghĩ chịu phạt. Dương Thanh trực tiếp giơ tay lên đối với chú sạc nhỏ vỗ tới một chưởng. Thêm một tiếng trầm đục vang lên, chú sạc nhỏ vốn dĩ còn đang cầu xin tha thứ, thân thể nháy mắt hóa thành một làn sương máu. Không đợi Mã Siêu kịp nhìn thấy rõ ràng, liền bị hàn phong trên núi thổ tan. Chú sạc nhỏ cho đến chết để không nghĩ tới Dương Thanh nói tới trừng phạt, vậy mà là giết chết hắn. Ngay cả Ma Siêu ở bên cạnh cũng bị một chưởng này của Dương Thanh dọa cho không hề nhẹ. Anh đã từng thấy qua không ít cường giả mà có thể làm được như Dương Thanh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thanh ca, về sau anh đi bất cứ nơi nào đều mang em đi cùng, em muốn được luôn đi theo bên cạnh anh. Ma Siêu lấy lại tinh thần, mười phần nghiêm túc nói với Dương Thanh. Trước đó khi Dương Thanh đi cổ võ trung giới, thực lực còn chưa cường đại đến loại tình trạng này, nhưng lúc đó Dương Thanh lại không chịu mang anh theo. Bây giờ nhìn thấy Dương Thanh cường đại, Mã Siêu đối với thực lực đáng sợ này cũng càng lúc càng khao khát, hy vọng có thể đi theo bước chân của Dương Thanh. Lần này Dương Thanh cũng từ chối, chỉ nói được một tiếng, mà lại lần này trở về Dương Thanh cũng dự định đem Mã Siêu đi cùng. Dù sao thì chỉ có ở tại một nơi có cấp độ cao hơn, đối với sự thăng tiến tu vi của Mã Siêu mới có sự phát triển lớn nhất. Lúc trước đi cổ võ trung giới, anh không biết nước tại cổ võ trung giới sâu hay cạn, cũng không dám tùy tiện mang theo Mã Siêu đi chịu chết. Bây giờ anh đã trấn áp được hai tòa thành lớn, đem Mã Siêu cùng đi, chỉ ít cũng có biện pháp đảm bảo an toàn cho Mã Siêu. Dương Thanh cũng hy vọng những hảo huynh đệ bên người này thực lực để có thể trở nên càng mạnh hơn. Hai người tiếp tục hướng thuận theo đường núi tìm kiếm những gian hàng khác. Trên đường đi, Dương Thanh thở dài cảm khai nói, thực sự là không nghĩ tới thế giới mới vậy mà lại rơi vào tình trạng này, chính là một cái sâu kiến. Tại thế giới mới này dù sao cũng có rất nhiều cường giả, đâu có hèn mọn như thế này. Dương Thanh lập tức minh bạch Ngô Hùng Bá mấy người bọn họ vì sao cứ một bậc vô cùng kiên kỵ cường giả cổ võ thượng giới kéo đến. Có lẽ sau khi kết giới vỡ tan, bọn họ cho dù đang đứng ở thế đỉnh tiêm cũng sẽ giống như những võ giả tại thế giới mới bây giờ. Hai người liên tiếp ghé qua mấy sạp nhỏ, Mã Siêu tuy có hứng thú với nhiều thần khí nhưng vẫn không có một vật nào có thể lọt được vào trong mắt Dương Thanh. Ngay tại lúc Dương Thanh cảm giác có đi thêm cũng không có ý nghĩa gì,
chuẩn bị rời khỏi triển lãm bán hàng. Anh Bách Anh đột nhiên nhìn về phía một sạp hàng nhỏ. Tôi nhìn ánh mắt của Dương Thanh lần này không phải nhìn vào các thần khí trên quầy hàng, mà là nhìn vào tấm ván gỗ nhỏ được chủ sạp dùng làm miếng lót chỗ ngồi. Tấm ván gỗ này chỉ khoảng chừng 30cm, nhìn đen như mực, đoán chừng có ném ở trên đường cái để sẽ không có người nào nhặt lên. Nhưng là Dương Thanh vừa nhìn thấy, hai mắt lại là tỏa sáng. Chủ sạp nhỏ lập tức tiến lên chào hỏi hai người. Dù sao thì những chủ sạp nhỏ lần này tới triển lãm bán hàng để có mục đích giống nhau, đó chính là đổi lấy linh thạch thượng phẩm. Mỗi khi nhìn thấy có người cảm thấy hứng thú với thần khí của bọn hắn, bọn đều sẽ mười phần nhiệt tình chào hỏi. Thanh ca, chúng ta thật không hổ là hảo huynh đệ, quả thực là quá anh ý. Em cũng có cảm giác cái lò đan này rất không tệ. Bởi vì trên sạp hàng còn trưng bày một cái đan lô nhỏ, nhìn mười phần tinh xảo, Mã Siêu vô thức liền cho rằng Dương Thanh yêu thích cái đan lô nhỏ này. Đối với thuật luyện đan của Dương Thanh, Mã Siêu cũng là rõ ràng. Mà trong danh hàng trước mặt này, duy nhất chỉ có thể để cho anh cảm thấy có giá trị cũng chỉ có cái đan lô nhỏ này. Thế nhưng để Mã Siêu ngoài ý muốn chính là Dương Thanh lại lắc đầu với anh. Và sau đó Dương Thanh trực tiếp chỉ vào tấm gỗ nhỏ mà chủ sạp đang ngồi lên kia, nói thẳng vào vấn đề. Tấm gỗ mà người đang ngồi lên kia bao nhiêu linh thạch? Chú sạp lập tức sững sờ, lại cho là mình nghe lầm, sắc mặt cũng trở nên âm trầm đi mấy phần, mất đi nụ cười, nói với Dương Thanh, người muốn mua cái gì? Ngay cả Mã Siêu cũng hơi nghi hoặc một chút, vuốt vuốt lỗ tai, tiếp tục nhìn về phía Dương Thanh. Dương Thanh thì lại một lần nữa nói ra, ta muốn mua tấm gỗ nhỏ mà ngươi vừa ngồi kia. Câu trả lời của Dương Thanh lần này, chú sạp cũng nghe được rõ ràng. Hắn xác định Dương Thanh đích thực là muốn mua tấm gỗ nhỏ mà hắn vừa ngồi kia, lập tức cả người cảm thấy khó chịu. Chú sạp có chút nghi ngờ Dương Thanh tới đây để gây sự, sao mà hắn không hề tốt chút nào, cười lại nói ra, người đã tuổi, ngươi đừng nói nhảm, ta chỗ này có nhiều thần khí cực phẩm như vậy, ngươi không mua cứ một mực muốn mua tấm gỗ rách rưởi này, không phải là đang đùa giỡn ta hay sao? Ta khuyên ngươi muốn kiếm chuyện chơi thì đến nơi khác mà chơi, nếu không ta nhìn không được mà ra tay với ngươi thì kết quả của ngươi sẽ rất thảm đó. Dương Thanh của đất bất đắc dĩ, ai nghĩ tới mình nhìn trúng một bảo vật lại bị cho rằng đã đến đây để gây chuyện. Đối với thái độ của chủ sạp, Dương Thanh không hề tức giận, đồng thời cũng hết sức rõ ràng chủ sạp tại sao lại tức giận như vậy. Bởi vì tấm gỗ nhỏ kia nếu không nhìn kỹ, căn bản cũng không cách nào nhìn thấu kết cấu bên trong của nó, vô thức liền sẽ cho rằng chỉ là một tấm gỗ rác rưởi không đáng tiền. Một số người xung quanh cũng nhìn không được mà nói ra, thì thứ này chẳng lẽ đầu óc bị đứt vào rồi đúng không? Tại sao lại muốn mua một tấm gỗ rác rưởi như vậy chứ? Ta đoán chừng gia hỏa này cũng không có linh thạch, chỉ có thể mua nổi tấm gỗ vứt đi này. Chúng ta thì đó cũng là tấm bánh gỗ ở của võ trung giới. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều hướng về phía Dương Thanh, quan tới ánh mắt tràn ngập mỉa mai. Dương Thanh không thèm để ý tới, trực tiếp lấy ra 1.000 linh thạch thượng phẩm đưa cho chủ sạp. Nhìn thấy Dương Thanh là thực sự nguyện ý dùng linh thạch mua tấm gỗ này, mọi người nhất thời vô cùng kinh ngạc. Tuy nói 1.000 linh thạch thượng phẩm không tính là quá nhiều, nhưng là dùng để đổi lấy một tấm gỗ thì để lót ít ngồi và liền lộ ra vẻ quá mức xa xỉ. Ngay cả Mã Siêu cũng sửng sốt, vội vàng kéo Dương Thanh lại khuyên nhủ, Thanh ca, anh cũng đừng hấp tấp, anh dùng nhiều linh thạch thượng phẩm như vậy thì để đổi lấy một tấm gỗ tầm thường này thì có ích gì chứ? Bên em có đủ loại ván gỗ, anh cần loại nào cứ nói cho em biết, em sẽ lập tức thu xếp cho anh. Dương Thanh khoá tay áo nói ra, nó hữu dụng đối với anh. Và sau đó anh tiếp tục nói với chủ sạp, ta là thành tâm muốn mua, hiện tại đem tấm gỗ kia đưa cho ta. Chủ sạp suy nghĩ một chút, lập tức trong mắt để lên một tia tinh mang, đem tấm gỗ cầm tới, nhưng tuy nhiên không đưa cho Dương Thanh mà là cười nói, người trẻ tuổi quả nhiên là hảo nhãn lực à.